cây nhài ta nhé bạn nhé, cây nhài ta rất là đẹp luôn ạ. Cái vẻ đẹp của nó ở đây, thứ nhất nó là cái nhài ta, cây hoa trắng rất là thơm, nhài quê. Hai nữa là cái thoát thân của nó là thoát thân nguyên bản. Ba nữa là cái thoát thân của nó một cách tự nhiên, nó uốn lượn, cái thân nó cực kỳ đẹp luôn ạ. Nó mất thành một cái đường cong rất là mềm mại. Trông cái cây nhài này cũng giống hình chữ S ghê bạn nhỉ. Đấy. Còn thông tin cụ thể của cái cây nhài này là như sau. Cái vanh của nó là 12 bạn nhé. Thoát thân là 1,5 m. Tán của nó là 1 m. Tổng chiều cao của cây là 1,65 m. Tổng chiều cao cả chậu là 2,1 m bạn nhé. 2,1 m rất là cao chứ không phải là chắc cây đấy. Cây đẹp đúng không ạ? Ngoài các cây cục, cây thoát thân, ví dụ như cây hoa nhài, nhà mình còn có rất nhiều các loại cây thoát thân khác, ví dụ như là cây tường vi này, cây hoa mẫu đơn này, rồi là cả cây hoa dâm bụt nữa. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé. Số điện thoại là 0977973535. Sắp có một đợt hoa nhài mới đất. Đẹp phải không bạn? Rất đẹp ạ. Các bạn có nhu cầu liên hệ với mình nhé.